Ô đơ tầng hai tầng mô tầng liền xì na lo chàng kề. Dạ Hồng Cao mến chào quý cô chú anh chị và quý vị khán giả cũng như là toàn thể quý cô mạnh thường quân. Hôm nay Hồng Cao đến để khu nghĩa địa lại tiếp tục phát quà quý anh chị. Thì cái số quà này cũng có quý mạnh thường quân cũng như ở bên nước ngoài tiểu bang là Arizona là của cô Khiên, chú Đức và cô Nương hỗ trợ cho sớm nghĩa địa thì khá là khó khăn đó quý chú anh chị. Thì cô cũng xem được cái kênh của Hồng Cao cũng như là muốn tặng cái món quà cũng như là nhân dịp Giáng sinh năm nay thì cô muốn hỗ trợ cho bà con, tặng một cái món quà nhỏ nhỏ gửi đến bà con quý chú anh chị. Thì sẵn dịp hôm nay có bé Khôi đi cùng của Hồng Cao. Chào ông bà, cô chú anh chị. Hôm nay Khôi đi đâu với chú Hồng? Nghĩa địa. Cái địa khó khăn ha. Thì hôm nay Hồng Cao nhận là gồm 20 phần quà quý anh chị cũng như là 20 bao gạo, một bao 10kg, 20 bao là 200kg quý anh chị ha. Thì mì thì 20 thùng và đường thì 1kg thì cũng 20 phần, nước mắm và dầu ăn thì nước mắm thì một chai Hồng Cao mua đệ nhị 25k, đó lộn 25.000 và dầu ăn thì 1 lít 32.000 đó. Thì đường thì 1kg 27.000 quý chú anh chị, gạo thì 1kg 17.500 đó. Thì Hồng Cao mua thì Hồng Cao có cộng vô hết trơn gửi đến quý mạnh thường quân xem. Thì bây giờ bà con đã tập trung đông đủ thì Hồng Cao cũng muốn cho bà con một cái niềm vui cũng như là một cái món quà của cô chú Mạnh Thường Quân gửi đến bà con, cũng muốn tạo cái niềm vui. Thì bây giờ bà con có thể tạo niềm vui cho Mạnh Thường Quân ha, cũng như là nhân dịp lễ Giáng sinh nè, bà con hát tặng cũng được mà múa tặng cũng được, tùy theo bà con. Bà con nào biết hát bây giờ không, bây giờ khỏi chuyện tới chuyện lui, bây giờ Hồng Cao cũng có cầm cái số tiền đó quý anh chị, thì cũng có thêm một phần quà là số tiền mỗi một hộ, vậy là một phần quà vậy là thêm 100.000 nữa nha quý anh chị. Thì bây giờ bà lão thì bà lão không biết hát thì không nói đi ha. Bây giờ từ đây là phải hát một bài, giống như không cần hát một bài nữa, một phút cũng được. Nó đó, đây là một món quà nhỏ nhỏ cũng như là mùa Giáng sinh mà mình phải, không biết bây giờ làm sao cũng được, phải tập trung cho vui vẻ chứ. Đó, nãy thì mình mới hát nè. Ôi, mình phải tạo niềm vui chứ, tạo niềm vui đến với Mạnh Thường Quân. Người nào cũng hát hết trơn, bây giờ người nào cũng hát hết trơn á. Rồi ô lên đi, ô bánh chuột dơn cười chung lé bánh đa liền bánh chèo ra đi biến xây biến pro đa tầng hai tầng mó tầng liền xây na la o chèn kề ô đa đi à lem vô. Oh daddy, I love you. Quá vui rồi cô chú anh chị ơi. Đó thì vậy mới gọi là vui đó không? Dạ. Thì bà con mình tuy ngặt nghèo khó mà mình phải tạo cái tiếng cười niềm vui lên. Đó đến cho quý mạnh thường quân cũng như là biết đến cái hậu của gia đình mình. Thì bây giờ thôi vô đây nè Khôi con. Giờ chú Hùng sẽ phát gạo, con bưng cái này ha, một phần vậy nè nha. Đó thì bây giờ xếp hàng ngay nha, rồi bắt đầu mình gửi lời chúc đến quý mạnh thường quân là cái mùa Giáng sinh nha, nhớ cái mùa Giáng sinh nha. Thì cái tên là khá là dài, thì cô Phiên chú Đức cô Nương nha, thì khá là dài cũng như là gộp lại đi. Cảm ơn quý mạnh thường quân nha, cảm ơn quý mạnh thường quân. Đó thì bây giờ bà lão thì cầm không nổi, cho bà lão để dưới ghế nha. Đúng rồi, con để vô. Con để luôn cái thùng mì con, bưng cái luôn cái thùng mì.
Thôi bưng luôn cái thùng mì. Rồi thôi để lên. Một thùng à, một thùng à. Rồi đúng rồi đó. Rồi này, thôi lấy để dưới đó. Chú Hùng trao gạo cho ai, thôi trao cho người đó ha. À, đây. Để xuống này, để đây nè. Phải nãy lấy cái miếng nước gà để đây ha. Nè, thôi đây nè. Rồi chị ngồi xuống đây vậy cho nó dễ. Ngồi xuống đi. Con né, nó né 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 con. Ở đây nè coi. Thấy hết không ta? Nè, ai ra đây nè. Ai ra đây nè. Thôi thôi lấy bên kia đi cho hết luôn. Gần hết rồi. Thôi để gạo trước. Ờ à, để mì đi. Mì trước đi. Ngủ cái sao? Ừ. Đây này. Ừ. Đây. Rồi, đây. Rồi mọi người đứng theo quà đi nghe. Đứng theo quà đi. Viên ở đây. Đây đây nữa. Đây của ai? Đây đây đây. Đây người nữa. Đây đây người. Với nghẹm. Còn thẳng đây nữa. Một người ở đây nữa. Ông ấy á. Ông nè. Nhỏ nè. Đây đây nè. Rồi đủ rồi đó. Thì hôm nay Hùng Cao bao dọc nó nặng quá quý anh chị. Bà con cầm sợ mệt á. Dạ. Thì bây giờ Hùng Cao sẽ cho bà con cũng như là gửi lời ha. Thì thêm một cái phần quà cũng như là 100.000 ngoại hộ với anh chị. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn thầy Thường Quân. Chúc Mạnh Thường Quân, chúc quý Mạnh Thường Quân mùa Giáng sinh và an lành hạnh phúc. Chán gì? Chán gì? Ở cái gần rồi. Hạnh chúc chúng á. Ảnh mà nó đúng ảnh á. Mọi người mỗi chốt. Chúc quý Mạnh Thường Quân mùa Giáng sinh thật an lành hạnh phúc. Chúc mùa. Mùa Giáng sinh. Mùa Giáng sinh. An lành hạnh phúc. À, kính chúc Mạnh Thường Quân Giáng sinh bên gia đình vui vẻ và hạnh phúc ấm áp bên gia đình. À. Vậy cho khỏe đi. Đứng lên cô. Trời ơi, sao không để đắt đi. Trời. Sợ mắt hả? Sợ mất thằng hả? Chúc cho cô mạnh giỏi hạnh phúc. Yeah.
mùa Giáng sinh. Mùa chúc cô mùa Giáng sinh. Chúc Mạnh Thường Quân. Chúc Mạnh Thường Quân. À, mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc. Mùa an lành hạnh phúc. À. Chúc cái gì nãy tên gì nãy gì? Quý Mạnh Thường Quân đi. Quý Mạnh Thường Quân. Chúc mùa Giáng sinh vui vẻ. An lành hạnh phúc. Rồi, an lành hạnh phúc. Chúc Hùng Quân mừng ăn. Ờ cũng được không sao. Mừng ăn vui vẻ mà mừng mấy cô Hùng Quân. Mẹ không biết nói đâu. Cảm ơn đại đây. Cảm ơn Hùng Quân đã giúp đỡ cho hàng lần hạnh phúc. Cho mấy anh em chị rồi Mạnh Thường Quân hạnh phúc, gia đình hạnh phúc đi, mùa Giáng sinh. Chúc cô chú Mạnh Thường Quân năm mới Giáng sinh vui vẻ. Đây phải không còn? Ừ, còn cảm ơn đi. Con cảm ơn. Tại vì quý cô chú anh chị thì có cái chú kia, chú đi làm cỏ. Có đi kêu rồi nhưng mà không biết sao mà chưa thấy vô. Thì nhờ bé cháu trai này đứng ra phụ. Và một bé này thì cũng đứng ra lãnh giùm cái cô ở bên kia cổ đi làm cỏ mã quý cô chú anh chị. Nên không có qua được, cũng thấy đi kiếm rồi không thấy, không biết làm ở đâu. Thì bé lãnh giùm thì chưa về sẽ đưa cho cô đó nha, không có mắc đâu ở đây người ta. Ở đây bà con rất là thật thà, chứ không có gian dối. Thì cũng như là em đứng ra đại diện cũng như là em giúp sức cho bà con được những cái món quà như vậy. Thì Hùng Cao cũng như là nói thật, không có nói vòng vo. Thì gạo là em đứng ra cũng như là quay lên một cái video để cho cái quý Mạnh Thường Quân mà giúp đỡ cho bà con mình một cái phần quà như vậy. Bà con mình hãy tôn trọng những cái món quà của Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho bà con, nên bà con hãy dùng để mà ăn chứ không bán nha, nhất định nha. Nếu như mà một khi mà em biết ở trong đây ai mà bán á, thì em sẽ quay một clip là từ đó về sau là phải không có nữa nha. Dạ đó, thì cái đó là em quyết định nha. Rồi bà con mình có ý kiến gì không? Cái nào ai mà bán cái thấy cho biết. Dạ. Đó thì cửa phòng nó cho người khác. Người ta. Dạ đúng. Tại vì quý Mạnh Thường Quân. Dạ. Quý Mạnh Thường Quân đã xem được cái kênh của em, đã xem cái video, thấy bà con mình rất là khó khăn, nhận được cái món quà rất là vui mừng. Dạ. Đó. Đi bẻ gạo mỗi ngày đó, nó được gạo gì là mừng muốn chết luôn. Dạ. Sáng bán đi về là cũng 50,000 à. Dạ dạ. Sáng mua tiếp được 10,000. Đó thì hôm nay đó thấy không, bà con thấy không? Lại được nè. Nước mắm nè, dầu ăn nè, đường nè. Đó rồi mì nữa nè. Là coi như là cái mùa Tết này của bà, mùa Giáng sinh này bà con thấy ấm no đúng không? Dạ. Rồi thêm 100,000 nữa nè. Đó rồi có thể là giống như là mua được một miếng thịt cũng được, ăn với gia đình vui vẻ mùa Giáng sinh đúng không? Đó. Hồi nãy rồi đây nè, anh này nè, thấy mua thịt với hộp vịt là biết kho không vậy? Hỏi có mình ngon, chàng trai dẻ. Biết không? Biết. Biết không nha? Biết. Dữ à nghe. Thấy hồi nãy à. Tại vì mấy bữa gài vô là thấy đi ăn cá gì đâu, không mà bữa nay thấy gửi mua được miếng thịt với mấy trứng hột vịt với cho anh chị. Gần mấy ngày mới hết? 5 ngày. 5 ngày? Trời dữ vậy đó. Một cái nồi thôi 5 ngày. Ăn tiết kiệm dữ nha. Rồi biết mà là mấy lâu rồi? Bao lâu rồi mới được ăn thịt? Bao bốn bữa rồi. Bao bốn bữa? Bao bốn bữa ăn lần hả? Rồi ăn lần gì bao nhiêu tiền? Có 100,000, có mấy chục ngàn. À có mấy chục ngàn ha. Độc thân có mình nên ở trong xóm này. À, biết không, biết tiền không? Đổi tờ này nhiêu? Cái gì không biết? Tờ xanh nhỏ, tờ xanh lớn. Không biết luôn hả? Trời ơi. Nó xanh nhỏ nhỏ là ai chụp này. Nó xanh nhỏ nhỏ. Nó đỏ vàng vàng. Dạ. Dạ. Mà người ta đưa là đem lại cho nó từ nghiệp đó. Mà quên ha, Hùng Cao cũng nói lên cái clip này quý chú anh chị. Thì hồi sớm Hùng Cao có đi chợ mua cái mì á, thì ngay cái tiệm tạp hóa cũng có cô Hai đó đó, cũng cô Hai cũng nói là có giúp cho bà con cũng như một phần gạo hay gì đó cho cái xóm nghĩa địa mình đó. Hồi sớm á là em có hỏi là ở đâu, và là cô Hai nói mới là ở khu nghĩa địa phường 5, ở chợ á, cái cô ở chợ á. Có bà con mình có được nhận không? Chưa, chưa,
Không, cô nói lúc nào cũng lâu lâu cô cũng hỗ trợ cho người 5 kg hay 10 kg vậy đó. Vậy là hồi đó giờ mình chưa được nhận. Vậy em cũng có ngỏ lời với cô hai tập quá đó, cũng như có muốn làm thiện nguyện á thì hãy mời ngỏ lời với Hùng Cao sẽ làm cho, giống như là khu nghĩa địa khó khăn thì Hùng Cao sẽ làm giùm cô hai đó. Hai đó cũng ừ luôn, mỗi kênh Hùng Cao hoài. Thì thôi bây giờ á, Hùng Cao cũng xin thay mặt toàn thể bà con ở khu nghĩa địa cũng như là chúc quý mạnh thường quân cũng như mùa Giáng sinh thật là an lành, hạnh phúc bên gia đình. Thì thôi bây giờ 14 phần này thì Hùng Cao xin tạm thời khép video nha. Cũng một hồi nữa Hùng Cao sẽ đi sau trao thêm 6 phần nữa, đó là 6 phần riêng biệt. Thì bây giờ cái chú hồi nãy á, là chú đó ở khúc trên, không bây giờ chú đó ở khúc trên không có ở dưới này, nên chú đạp xe xuống cũng như là ở bà con ở đây cũng nói là chú ở có một mình không có làm ăn gì được, cũng già bệnh đó quý anh chị. Thì Hùng Cao cũng xin thay mặt quý cô gửi tặng cho chú 100.000 nha. Đây chú ha. Cảm ơn rồi vườn đuôi. Dạ rồi. Thôi giờ Hùng Cao xin tạm ngưng video nha. Dạ thì quý chú anh chị, thì giờ Hùng Cao cũng xin phép những người quý mình Hùng Quân cũng xin chào cho mẹ của Calaman của em một phần. Thì cô với mẹ Calaman em á thì ở có mình hơn rồi, hai mẹ con rồi. Thì cô đã thay mặt cho cô để trao cái món quà này thêm gửi cô cũng như là đã làm cũng như là cái mùa Giáng sinh đó, chứ mà cô cũng như là hỗ trợ cho bà con mình cũng như là được trao món quà mùa Giáng sinh thêm. Dạ cô cảm ơn quý mạnh thường quân thôi. Dạ cô cũng cảm ơn mạnh thường quân chúc sức khỏe nghe đây. Dạ cảm ơn nhiều. Với một cái phần quà 100.000 thôi giờ Cao sẽ đi trao tiếp với anh chị. Thì đây là cũng như là mẹ của Caramel em cũng bị bệnh khớp rất là nhiều á, cũng có cô Yến và cô Yến hỗ trợ cũng như là cho được học thuốc của anh chị uống cũng hơi khá đỡ. Chẳng gì cũng cảm ơn cô Yến nhiều, chúc sức khỏe gia đình cô. Dạ yeah. Vậy thôi Cao sẽ đi trao tiếp nha. Dạ thì quý cô cũng kêu Hùng Cao cũng như là ưu tiên cho vợ chồng anh Hồng, chị Hường 6 người con với anh chị một phần quà đây gửi cho anh chị một mùa Noel và ấm áp hạnh phúc hen, cũng như là cô muốn tặng cái món quà Noel cho nhỏ để đến gia đình đó. Đây cũng là một cũng như là một cái phần quà 200.000 ưu tiên cho gia đình anh chị 200.000 hen. Hai vợ chồng con xin cảm ơn cô Mạnh Thường Quân. Chúc mùa Giáng sinh chúc Noel vui vẻ ấm áp bên gia đình. Rồi được cái ngôi nhà mơ ước rồi quý anh chị, thì thứ hai chú ba sẽ đến khởi công với anh chị ha. Thì thôi giờ ông Cao sẽ đi chào tiếp nha, còn mấy phần chắc cũng hơi khá xa quý anh chị. Dạ thì quý chú anh chị cũng có cũng như là bà con ở xóm Anh Hồng á cũng nói là cô với chú đây sống cũng bình an nè, cũng là thương với anh chị. Hồng Cao thấy hai chú với bà khá là tội nghiệp, thì nên Hồng Cao chúc cho một phần gửi cho bà với chú nha. Có mạnh thường quân mình gửi cho bà một phần hay với 100.000 món quà. Dạ Hồng Cao cũng xin chào quý chú anh chị. Thì Hồng Cao đã đến nhà cô Tha chú Sự, thì cũng có một phần để gửi đến cô Tha chú Sự đây ha. Tại vì Hồng Cao cũng có nói với quý cô Mạnh Thường Quân rồi. Bây giờ có cô Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình cô với chú đây là cũng như là lễ Giáng sinh á, tặng cho món quà nhỏ ha. Thì cũng có một món quà là 100.000 ha. Dạ đây là 100.000. Thì mỗi một phần quà đều có như vậy. Thì tuy gần xa nhưng Hùng Cao cũng phải dẫn chạy đến để trao món quà cũng như là ngày Noel để cho cô với chú có món quà này để mà được cái Noel nóng mát ha. Rồi. Dạ thì quý cô chú anh chị, thì bà cũng ở mình nên và chăm sóc mấy đứa trẻ quý cô chú anh chị cũng khá là đáng thương. Thì thôi giờ Hùng Cao
xin thay mặt quý cô Mạnh Thường Quân cũng như trao cho bà một phần quà này để cho bà cuối một mùa Noel thật là vui vẻ ấm áp ha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân ở nước ngoài rồi, cảm ơn mùi rồi. Vô chào con chào chị. Một phần quà có 100.000 thôi. Cái ngôi nhà này cũng có đăng tải clip lúc trước tôi với anh chị thì một mình anh bà nuôi mấy đứa trẻ. Thì quý cô chú anh chị, Hồng Cao xin phép là trích một phần gửi cho má vợ Hồng Cao ha. Đây là món quà của cô mình cũng như là hỗ trợ cho gia đình một mùa Giáng sinh, một món quà ấm áp đó. Cho lại Mạnh Thường Quân mạnh khỏe, mừng ăn khá giàu. Ghi một phần quà đó là 100.000 món quà chung. Cảm ơn rất nhiều. Thì đây là một phần quà cuối với anh chị Hồng Cao với Khôi phải nói không? Đã trao quà xong cũng như là xong cái phần nhiệm vụ của quý Thường Quân giao cho Hồng Cao thì thôi giờ đi gần xa mà mệt mỏi thì giờ sáng giờ Hồng Cao đi tới sáng giờ luôn quý anh chị mới tới nhà má vợ em thì thôi giờ cũng xin phép video không chị ha. Cũng xin chúc quý Mạnh Thường Quân cũng như mùa Giáng sinh Noel thật là ấm áp hạnh phúc bên gia đình. Thôi giờ Hồng Cao cũng khép video, cũng xin chúc tất cả quý anh chị một ngày mới niềm vui, nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, sự giấy nha.